Tuyến đường cổng bệnh viện đa khoa tỉnh nhiều năm qua thường xuyên xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông. Mặc dù chính quyền phường Đông Phong thành phố Lai Châu đã nhiều lần phối hợp với đội trật tự đô thị thành phố, thanh tra sở giao thông vận tải tiến hành tuyên truyền, vận động nhân dân. Tuy nhiên, tình trạng người dân, các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán vẫn tiếp tục diễn ra. Hiện nay thì trên địa bàn phường thì có khu đặc biệt khu cổng bệnh viện đa khoa tỉnh thì nhân dân có cái tình trạng lấn chiếm hành lang hè phố để kinh doanh buôn bán cũng nhiều năm nay. Thì phường thì cũng đã có rất nhiều giải pháp, có kế hoạch hàng tháng rồi hàng quý hàng năm tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân với nhiều hình thức đa dạng để hạn chế tối đa cái việc các hộ dân tự ý lấn chiếm hành lang hè phố để làm nơi kinh doanh. Tuy nhiên thì đồng ở một số khu vực trên địa bàn phường thì cơ bản nhân dân thực hiện tốt, nhưng mà riêng cái khu bệnh viện đa khoa tỉnh này thì nhân dân vẫn mặc dù biết là vi phạm nhưng vẫn cố tình vi phạm. Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực cổng bệnh viện đa khoa tỉnh, khi có lực lượng chức năng đến kiểm tra nhắc nhở thì hộ kinh doanh ngay lập tức sẽ thu dọn hàng hóa, chấp hành di chuyển. Tuy nhiên, ngay khi thấy cán bộ ra về thì việc buôn bán lại diễn ra như ban đầu. Vâng, thưa các bạn, thì sau khi được lực lượng chức năng mà đến tuyên truyền vận động thì các hộ kinh doanh ở quanh khu vực cổng bệnh viện đa khoa tỉnh ngay lập tức là đã tiến hành thu dọn hàng hóa để di chuyển đến nơi khác. Nhưng tuy nhiên khi mà lực lượng chức năng không có mặt ở đây thì công việc kinh doanh lại trở lại như cũ. Hiện nay trên địa bàn thành phố Lai Châu có nhiều tuyến đường đang bị người dân, hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán, gây mất mỹ quan đô thị cũng như mất trật tự an toàn giao thông. Nhằm hạn chế thực trạng trên, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, lực lượng thanh tra giao thông đang tập trung phối hợp với các đơn vị chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân kinh doanh buôn bán đúng nơi quy định. Đồng thời sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp cố tình chống đối. Trước tiên là đội cũng đã có những cái tuyên truyền, hai nữa rằng là nhắc nhở người dân là chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật. Hai nữa là rằng là nếu người dân mà không có sau thời gian tuyên truyền mà người dân vẫn không chấp hành hoặc là có những cái hành động chống đối thì đơn vị cũng sẽ đối phối hợp với các cơ quan chức năng để có những phương án xử lý và làm sao để cho được đường thông hề thoáng và là phương tiện lưu thông được gọi là thuận lợi. Việc người dân lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán là trái với quy định của nhà nước, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng tới tình hình trật tự an toàn giao thông. Để hạn chế tình trạng này, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường thì mỗi người dân, hộ kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành chủ trương buôn bán đúng nơi quy định.